Thưa quý vị, Đà Nẵng là một trong những địa phương đóng vai trò quan trọng trong logistics của Việt Nam. Đà Nẵng hiện đang đứng thứ 6 trong nhóm 10 tỉnh thành phố tập trung nhiều doanh nghiệp kho vận logistics của cả nước. Một trong những trở ngại lớn nhất đối với ngành dịch vụ đó là thiếu nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực qua đào tạo. Một trong những nguyên nhân sâu xa chính là khu vực này thiếu hẳn các cơ sở tham gia đào tạo và cung cấp nhân lực logistics cho doanh nghiệp. Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam, toàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia cung ứng các hoạt động liên quan đến dịch vụ logistics. Trong đó, 16 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tích hợp hoạt động tại thành phố. Lực lượng nhân lực tham gia logistics trên địa bàn hiện chiếm khoảng 2,7% nguồn lao động logistics trên cả nước và khoảng 40% nguồn lao động logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với khoảng 14.000 lao động, tăng gấp 4 lần so với năm 2011. Tuy nhiên, con số tăng trưởng này vẫn chưa đáp ứng được thực tế phát triển của ngành logistics tại đây. Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương đóng vai trò rất là quan trọng trong cái hệ thống logistics của Việt Nam, với cái thế mạnh của cảng biển và một cái hệ thống các trung tâm logistics theo cái quy hoạch trong tương lai thì không chỉ phục vụ cho thành phố Đà Nẵng mà còn phục vụ cho cái nguồn hàng xuất nhập khẩu từ các tỉnh lân cận và đặc biệt là các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta có thể thấy rằng bên cạnh những cái khó khăn thách thức về hạ tầng, về mạng lưới kết nối thì một trong những cái khó khăn đối với các doanh nghiệp logistics ở khu vực Đà Nẵng đó chính là nguồn nhân lực. Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Logistics Việt Nam, năm 2011, ngay cả khi dịch bệnh đang diễn ra, có gần 35% doanh nghiệp logistics vẫn muốn tuyển thêm nhiều nhân sự mới, khoảng 10 người trên một đơn vị. Nhu cầu tuyển là 10%. Điều đáng nói là trong số lao động đang làm việc trong ngành logistics, số lao động qua đào tạo chỉ chiếm chưa đầy 5%. Hạn chế về hệ thống cảng, biển, kho bãi, thiếu nguồn nhân lực tại chỗ đang làm giảm năng lực cạnh tranh của dịch vụ logistics tại Đà Nẵng. Đà Nẵng là nằm trung điểm của Việt Nam và nằm gần Lào và Tây Nguyên là khu vực mà sản lượng về lượng hàng mà để mà thông qua cảng rất là lớn. Cho nên là Đà Nẵng trong vòng thời gian sắp đến sẽ là một trong những trung tâm về logistics của Việt Nam, ngoài hai đầu là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Do đó thì Đà Nẵng chúng ta nên tận dụng cái cơ hội đó để chúng ta gọi là phát triển và rút ngắn khoảng cách về cái logistics. Khoảng trống công tác đào tạo nhân lực là một trong những nguyên nhân khiến cho chất lượng số lượng lao động ngành logistics luôn trong cảnh thiếu hụt so với nhu cầu thực tế ngày càng gia tăng. Sự tham gia chủ động của các trường học cao đẳng trên địa bàn được xem là yếu tố quan trọng góp phần giải bài toán nguồn nhân lực logistics hiện nay. Kết nối liên vùng để tạo ra những cái khóa học vừa dài hạn vừa ngắn hạn phù hợp cho logistics ở cảng biển này, logistics ở hàng không này, logistics đường bộ này và các cái loại hình logistics khác, thì Đại học Đông Á hy vọng sẽ làm một cái hub ở miền Trung này để cho tất cả các cái doanh nghiệp cũng kết nối được để đó nâng cao cái phương thức kinh doanh logistics của mình nữa, chứ không chỉ rằng là làm dịch vụ không. Theo quy hoạch, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, các trung tâm logistics trên địa bàn sẽ đáp ứng 35% cho lượng hàng hóa qua cảng biển, 20% qua cảng hàng không và đường sắt. Như vậy, Đà Nẵng bên cạnh những tiềm năng lợi thế sẵn có, thì việc đảm bảo nguồn nhân lực sẽ là một trong những yếu tố căn bản giúp hiện thực hóa mục tiêu đẩy mạnh phát triển xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics của khu vực miền Trung, Tây Nguyên.